Dạ, sư mở mic. Dạ. Con kính chào sư. Dạ đây, chào cả. Bây giờ là sáng hôm nay mình học bài kinh thứ tư. Thời gian qua vun vút. Thời gian qua vun vút. Nếu mà một cuốn thế này, một cuốn 500 trang mà mình học có nửa cuốn thì một nửa là Pali đó, thì thời gian không có lâu. Tôi mong rằng bà con sau một thời gian mà học xong năm cuốn này thì nó một cái kiểu giống như cái bằng cấp của mình vậy đó. Cái là mỗi lần mình nhìn vô tủ mình biết là mình đã xong năm cuốn đó rồi. Năm sau năm cuốn đó làm Phật tử, mình là Phật tử trong 5 năm, 10 năm, 20 năm vẫn cần biết, nhưng mà ít ra là cái bộ đó mình đã nghe xong cái bộ đó. Đó cũng là cái điều đáng kích lệ, đáng kích lệ. Sáng nay chúng ta học bài kinh thứ tư, đó là bài kinh Cách Cha Nên Phát Tác. Cái bài kinh này cũng là một trong những bài kinh nổi tiếng của Phật giáo. Bà con vào trong internet á, vào Google, bà con đánh cái chữ đánh cái tên kinh á, bà con đánh chữ là Cách Cha Nên Phát Tác, không? Thì bà con sẽ thấy rằng bài kinh này là bài kinh rất là nổi tiếng trong cái giới Tây phương. Họ tìm đến Phật pháp thì trong số là khoảng 20 bài đó, toàn kinh điển mình á, mà trong đó có khoảng 20 bài mà được người Tây họ nhắc tới nhiều, trong đó có bài kinh này. Rồi. Ngày Cách Cha Nên Phát Tác, ngày Cách Cha Nên Phát Tác, ngày đến thì gặp Phật, rồi ngày hỏi Đức Phật thì chứ con nghe người ta nói cái chánh kiến hoài, mà chánh kiến là làm sao? Đây là cái chỉ riêng cái đoạn này không đó là mình thấy nó lớn chuyện rồi. Là hầu hết Phật tử mình đấy không có cái thói quen này, có nghĩa là biết thắc mắc những cái từ ngữ mà mình vẫn nghe, thậm chí mình vẫn nói thường ngày ở nhà, ở chùa, nói vậy thôi, chứ còn không có để ý coi nó làm sao. Tôi ví dụ như cái chữ, nhiều lần tôi nói, ví dụ như mình nói cái chữ mình đi nhờ đó, mình đi nhờ xe, đi nhờ tàu á, mình có rất là nhiều người tôi nghe họ nói là có gian, nhưng mà thật là quá gian là qua sông, có nghĩa là tôi không có đi xa, tôi chỉ đi có qua sông thôi, có nghĩa là điên đoạn thôi, mà nhiều người cứ là có gian là một. Thứ hai đó là cái trái mình kêu là trái dưa đắng ấy, thì rất là nhiều người Việt Nam ấy, kêu là hủ qua, có người kêu khổ qua, mà khổ thì đúng hơn, bởi vì qua đó là dưa, mà khổ là đắng, khổ qua là dưa đắng, còn hủ là thối, là mục. Cho nên nó hủ qua là dưa thúi, dưa đã hư rồi không ăn được, mà cái kêu hủ qua mà rất là nhiều chữ, hoặc là ví dụ như là tam sầu bạch sát, tam sầu bạch sát, còn tâm sầu bạch sát có nghĩa là còn có người kêu tam sầu, có người kêu là tâm sầu, có người kêu bạch sát, có người kêu bạch phát, mà thật ra là tâm sầu bạch phát. Tâm sầu nghe cái lòng nó buồn thì tóc nó trắng, tóc nó bạc, giống như ngủ tử tư mà lo chuyện nước một đêm sáng ngày đầu tóc trắng, ví dụ như vậy. Thì là tâm sầu bạch phát, mà như nhiều người cứ là tam sầu bạch sát là ba lần sầu cứ ngủ trắng sát. Đại khái nhiều lắm, có nghĩa là nếu mà tôi ngồi tôi lục ra chắc tôi nghĩ chắc phải vài chục chữ. Nếu nghe người ta nói mà nghe không có rõ, rồi cái suốt đời cứ là xài mà không cần biết nghĩa, đây là cái chuyện rất là bậy. Ông Lê Ngọc Trụ, Lê Văn Đức và Vương Hồng Sển một cách rất là ngẫu nhiên, hay là do ông từng có một cuộc gặp mặt ở đâu đó, cái chuyện đó tôi không biết, mà tôi chỉ biết là ba ông này trong ba bài viết khác nhau đều có chung một đề nghị, đó là người Việt Nam khi viết, khi nói chữ gì chịu khó tra từ điển. Nếu mà mình không chắc thì nên tra từ điển, bởi vì mình Mỹ con câu thế này là tôi biết được anh thông qua cái từ vựng anh sử dụng,
Cái câu nó nghe rất là kỳ nhưng mà nó đúng. Tôi biết được anh, một phần là qua cái từ vựng mà anh sử dụng, có nghĩa là nó có những cái chữ mà lẽ ra nó có cái từ sang hơn mà chính xác hơn, thì mình lại xài cái chữ rẻ tiền hơn, dễ hiểu lầm hơn, ví dụ như vậy. Chưa kể là cái người nào biết nhiều thuật ngữ chừng nào thì người đó cái kiến thức chuyên môn họ càng nhiều chừng đó. Đây là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng nó chính xác 1000%. Cái người nào mà trong cái ngôn ngữ sử dụng thường ngày ấy, mà nó càng nhiều thuật ngữ, mà ở đây phải nói là xài cho đúng rồi nha, chứ xài tầm bậy là không được nha, xài cho đúng rồi. Thuật ngữ càng nhiều thì người đó kiến thức chuyên môn càng nhiều. Ở quên đó, tôi nhớ tôi có nghe một người nói thế này, là bất đắc kỳ tử tôi mới làm chuyện đó. Người ta là bất đắc dĩ mà có người nói như vậy, có người đó bất đắc kỳ tử. Rồi hoặc mình bắt chước nghe người nói môn đăng hộ đối, mà biết môn đăng hộ đối là sao, trước nói tới chết cũng không biết chữ môn đăng hộ đối làm sao. Đây, thì ở đây cũng vậy. Ngài Cát Cha nói có tác ngày thường ngày trong cái đối thoại đàm luận qua lại với chư tăng với Phật tử, ngài nghe nhiều người nói chánh kiến, và ngài phải như mình, ngài muốn được nghe chính Đức Phật giải thích chánh kiến là cái gì. Thì ở đây tôi nhắc lại, chánh kiến, cái chữ chánh kiến nó có rất là nhiều định nghĩa, tùy chỗ chánh định nghĩa nào cũng đúng hết á. Nhưng mà có những chỗ định nghĩa ở trong gì đó, chẳng hạn như trong bài Đế Phân Biệt, thì chánh kiến này được định nghĩa là cái trí tuệ mà thấy được bốn đế, thấy được mọi hiện hữu đời là khổ, đó là thấy khổ đế, thấy được rằng là đam mê trong khổ chính là nguồn tạo ra khổ mới, như vậy là thấy là tập đế. Cái thấy thứ ba là thấy rằng là cứu cánh thoát khổ dứt khoát phải là vắng mặt tha mái niềm đam mê trong khổ. Và người liên tục thường xuyên thường trực sống bằng ba cái nhận thức này nè chính là đạo đế. Bởi vì cái tứ niệm xứ nó là cái hành trình để mà nhận diện khổ và nguyên nhân khổ. Tứ niệm xứ nó là cả một cái, nó chỉ là cái hành trình nhận diện khổ và nguyên nhân khổ. Cái chánh niệm của mình trong từng cái khoảnh khắc đi đứng nằm ngồi nó cũng chỉ là cái hành trình phát hiện và nhận diện khổ và nguyên nhân sinh khổ. Chỉ vậy thôi. Có chỗ định nghĩa chánh kiến là trí tuệ và bổn đế. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật định nghĩa khác, nhưng mà nội dung y chang vậy. Này Cát Chanh á, thế giới này phần lớn là y cứ vào cái chủ trương nhị biên với hai quan điểm cực đoan có và không. Mà ai mà không bị cái đó, không bị kẹt vào trong cái gọi là lưỡng cực, những cái nhận thức đó đó, lưỡng cực cái là nhị biên, là tức là một là lệch về bên đây, hai là lệch về bên kia, thì người đó được gọi là chánh kiến. Thì thế nào là nhị biên? Ngài nói rằng thế giới này nó do cái gì? Ở trong bản Pali gọi là cái gì ta? Ở trong bản Pali gọi là do cái gì ta? Upa yupa dana pinivi samanipantu. Có nghĩa là do bị trói buộc. Trói buộc ở trong cái upa yupa dana pinivi sa, có nghĩa là thành kiến, ngài định kiến. Đó là bản Pali, bản chánh tạng. Nhưng mà trong bản chú giải đó thì giải thích là cái upa nó có nghĩa là ái, tham ái và tà kiến. Do cái tham ái và tà kiến, tham ái nghĩa là thích cái này, thích cái kia, thích trong sắc, thinh khí vị xúc pháp, thích trong những cái mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư, do mình thích trong đó, cộng với cái tà kiến. Tà kiến nghĩa là không có thấy đúng sự thật. Mà tà kiến là sao? Tà kiến không là cái nghĩa là không có thấy đúng đắn hai chuyện sau đây. Một, không thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, hễ còn duyên thì nó còn, hết duyên thì nó hết. Cái thứ hai là không thấy được rằng mọi thứ đã có rồi thì dứt khoát phải mất đi. Do không có được hai cái nhận thức này cho nên mới gọi là tà kiến, không? Đã thích mà cộng với tà kiến nữa thì hai cái đó nó cộng lại gọi là upa yupa da, nó phải đi về sắc. Đây gọi là định kiến, là thiên kiến hay là thành kiến. Thì do tha mái và tà kiến, cái này tôi giảng là giảng dựa trên sớ giải nha, Atthakatha nó chánh sớ chứ tuyệt đối đại kỵ là giảng kinh mà bằng cái tư kiến riêng là một. Thứ hai đó là giảng kinh bằng cách là gọi là vận dụng cái kiến cái từ ngữ Hán Việt, kiến thức Hán Việt. Còn nếu mình là người Anh, người Mỹ thì mình tận dụng cái kiến thức tiếng Anh, tiếng Đức của mình để mà mình giảng kinh thì chết không được, cái đó không có được. Bởi vì kinh điển là cái gọi là kết tinh của tuệ giác, một
bậc giác ngộ thì không thể nào mà mình đem cái nông cạn là thiển cận của mình để mà mình lý giải được, phải nói như vậy. Thì trong sư giải nói thế này, khi ngài Cá Cha Ná ngài hỏi Đức Phật á, chánh kiến là sao, thì ở đây tôi nói nội dung cho quý vị dễ nghe rồi xong quý vị mới đọc chánh kinh sao. Ngài Cá Cha Ná ngài hỏi chánh kiến làm sao, thì Đức Phật ngài giải thích chánh kiến là cái người mà không có bị kẹt vào hai cái thành kiến, hai cái định kiến sẽ đây, một là có hay là không. Có là sao? Tin rằng có một cái tôi, tin rằng có cái của tôi, tin rằng có ông A, tin rằng có bà B, tin rằng có hạnh phúc và đau khổ, tin rằng có đẹp có xấu, có dài có ngắn, có trắng có đen, có cao có thấp, có trong có ngoài, có trên có dưới, có xa có gần, có mau có chậm. Đó, tin là có mấy cái đó. Đó gọi là tin có kiếp trước, tin có kiếp sau, nhưng có đính kèm một cái là có kiếp trước nhưng mà có một cái tôi ở kiếp trước và có một cái tôi ở kiếp sau, có một cái tôi ngay trong đời hiện tại. Tin là có mà tin kiểu đó đó, tin là có mà đính kèm với một cái nhận thức như vậy đó làm được. Hoặc là chủ trương mọi thứ là không, có nghĩa là không có gì hết, không thiện ác, không kiếp trước, không kiếp sau, không luân hồi, không quả báo, không có ai chứng thánh, không có người giác ngộ, không có khổ tập diệt đạo gì hết, chỉ đơn giản cho rằng không, mà không hiểu không làm sao thì là tà kiến. Nhớ nha, trong đây trong chú giải nó rất rõ, cho rằng mọi thứ là có hết, cái gì cho có, cái gì cũng có ông A, có bà B, có tôi, có nó, có chúng tôi, có bọn họ, có các anh, mà cho rằng tất cả là có mà đính kèm với một cái nhận thức ngã chấp như vậy đó thì được gọi là cái quan điểm một, gọi là cho rằng mọi thứ là có là vậy. Còn quan điểm không thì như nãy tôi nói đó, tức là vẫn chấp ngã, cho rằng không có tôi, không có linh hồn, nhưng mà đi xa hơn nữa, cái không ở đây không có phải là do họ hiểu lý vô ngã, lý duyên khởi, mà cái không đây có nghĩa là vì họ không chứng minh được cái có, thế là họ cho là không. Cái này rất là bậy nha, chữ không ở đây phải định nghĩa lại. Thì thế là ngài nói thế này, ai bằng chánh trí thấy được chính xác cái tập khởi của thế giới thì không thể nói rằng thế giới này là không. Ai bằng chánh trí thấy được chính xác, đây có chữ chánh, chỉ có chữ chính xác nha, nghĩa là đúng đắn đó, sự hoại diệt của thế giới thì không thể nói rằng thế giới này là không có, phải không? À, là có. Bây giờ trong chú giải mới nói thế này, cái thế giới tập khởi á, cái tập khởi của thế giới là gì? Trong chú giải nói gọi là duyên khởi mà chiều xuôi, lô cá đê rô thá đó, tức là cái sự hoại diệt của thế giới chính là duyên khởi chiều ngược. Làm sao? Giờ nghe nè, ai hiểu được lý duyên khởi chiều ngược và chiều xuôi và chiều ngược thì người đó không có nông nổi thiển cận mà phán rằng mọi thứ là có hay là không. Mà ở đây phải định nghĩa, nếu mà nói có đó là có như thế nào, mà không là phải hiểu chuyện không như thế nào. Còn nếu miệng cứ nói có hoặc cứ nói không mà không hiểu gì hết thì sẽ bị mắc vào cái gọi là định kiến, thành kiến, biên kiến, tà kiến. Nhớ nha, hai chữ đó anh có quyền xài, không có cấm, nhưng mà với điều kiện anh phải định nghĩa lại thế nào là cái duyên sở này chịu xuôi. Tức là do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, thì cái đó gọi là duyên khởi mà chiều xuôi. Còn cái duyên khởi chiều ngược làm sao? Do cái này sanh mà do cái này diệt nên cái kia diệt, do cái này không có nên cái kia không có. Phải hiểu như vậy, có nghĩa là nói khó hay không là phải gắn cái chữ duyên vào trong đó. Bây giờ duyên khởi chiều xuôi là sao? Do vô minh trong bốn đế đây, cho nên mới dẫn đến cái chuyện trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp thiện ác. Do các nghiệp thiện ác, đó là gọi là vô minh duyên hành đó, do các nghiệp thiện ác mới có tâm đầu thai đó, do có tâm đầu thai nên mới có cái chuyện sanh vào trong các cái cảnh giới mà có đủ lục căn hay không. Phải có những cảnh giới không đủ lục căn, do có lục căn thì mới có sáu xúc, có nghĩa là cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần. Do có sáu xúc mới có sáu thọ, có nghĩa là cái cảm giác lúc mà sáu căn nó biết sáu trần, lúc mắt tai mũi lưỡi nó biết sắc thân khí bị xúc. Do có tiếp xúc nó mới có sáu thọ, do thọ nó mới có ái, do nó có cảm giác nó mới có thích, mà thích ở đây nó có hai. Đây, thích ở đây nó có chỗ, mình có nhiều cách phân tích. Bây giờ trước hết là mình nó thích có hai trước, rồi mình mới thích, mình mới kể theo cách khác. Thích có hai là sao? Thích ở đây nghĩa là muốn, không? Muốn có hai trường hợp.
muốn có cái này, muốn có cái kia, muốn không có cái này, muốn không có cái kia, cả hai đều là muốn hết. Đây, nhớ nha, khổ quá, muốn hết khổ, nóng nực ngứa ngáy, muốn không có nóng nực ngứa ngáy nữa, đó cũng là muốn. Rồi cái muốn thứ hai là muốn được êm ấm, muốn được ngon miệng, muốn được đẹp mắt, sướng lỗ tai, sướng cái lỗ mũi, sướng cái miệng, không, sướng cái thân, không? Thì cái đó được cũng gọi là muốn, muốn có cái gì đó và muốn không có cái gì đó, thì cả hai cái đó đều được gọi là ái. Thì đó là một cách phân tích. Cái phân tích thứ hai, ái kể từ cảnh giới nó gồm có ba, tức là ái đam mê trong cái gọi là đời sống vật chất. Cái thứ hai là ái đam mê ở trong các cái cảnh giới thiền định. Đó. Mà trong cảnh giới thiền định nó lại chia có hai, đó là sắc và vô sắc. Có nghĩa là cái có cảnh giới thiền định mà của cái người còn có cái thân tướng, có cảnh giới của trụ xứ, thì đó gọi là thiền sắc giới. À, cái đề mục tu thiền nó cũng là vật chất, ví dụ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. À, nhờ tu mấy cái đề mục này mới về được cái cõi thiền sắc giới. Nhưng mà nó có những chúng sanh mà đắc thiền sắc giới xong họ chán cái vật chất, họ muốn dứt bỏ triệt để, rốt ráo tuyệt đối vật chất. Thế là trên nền tảng nha, trên nền tảng thiền sắc giới, họ đắc thiền sắc giới xong thì họ mới chuyển hướng, họ muốn đi về cảnh giới nào mà đừng có thanh sát, chỉ có tâm thôi. Thế là họ tu tập các cái tầng thiền vô sắc, họ đi về các cõi vô sắc, kêu là cõi. Thật ra ở đó không có ai hết, không có cõi cũng không có người. À, lúc đó họ chỉ an trú ở trong cái cảnh giới tâm linh đó thôi, chứ ở đó không có, họ đây không có người, ở đó vô sắc mà cũng người cũng cõi. Nhưng mà nói cái này họ bà con nổi điên lên, à, đốt nhà đó. Cho nên tôi nhiều khi tôi tránh, tôi không có nói đến mấy cái vụ mà nó chi ly vậy, dễ khùng lắm. Muốn đào sâu thì những cái một số ít mà muốn đào sâu là phải học A Di Đà, không? Còn đối với những cái buổi buổi giảng cho đại chúng thì tôi né, tôi chỉ nói gọn thôi. Tôi chỉ nói là tha mái nó có nhiều cấp, tức là tha mái trong đời sống vật chất và tha mái trong đời sống tinh thần, chỉ nói nhiều thôi. Còn nói về hành, trong kinh kể là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thì tôi thấy bà con dễ khùng lắm, nên tôi nói gọn đó là ác hành và thiện hành hết. Chứ tôi không có kể mà có cái phúc hành là gồm có dục và sắc, rồi bất động hành là vô sắc, rồi nghe dễ điên không? Rồi thì bây giờ cái ngài nói này, do không thấy được cái thế, do tha mái và tà kiến nó ngăn che, cho nên người ta không thấy được cái duyên khởi chiều xuôi và chiều ngược. Từ đó do không thấy được duyên khởi chiều xuôi, do không thấy duyên khởi chiều xuôi cho nên nó mới chấp rằng mọi thứ là không. Do không thấy được cái duyên khởi chiều ngược cho nên cho rằng mọi thứ là có. Ở đây tôi nhắc lại, chữ có và chữ không không phải Đức Phật cấm cho mình phép xài, nhưng mà phải định nghĩa có là sao, không là sao, là sao. Có đây là sao, tức là do các điều kiện. À, nghe, mọi thứ trên đời, vạn hữu trên đời, từ cái chúng sinh cho đến cái không phải chúng sinh. À, thì nếu mà nói rằng nó có tồn tại thì với điều kiện nó phải hội đủ ba cái khía cạnh sau đây. Một là nó phải do các điều kiện mà có, như hồi nãy tôi nói, do vô minh trong bốn đế mới có các cái hành ác hành thiện hành, rồi do cái ác hành thiện hành nó mới dẫn đến chuyện đầu thai các cõi, và do cái đầu thai các cõi mới có sáu căn, do có sáu căn mới có sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Mà do có sáu ái nó mới ra cái tứ thủ. À, tứ thủ tức nghĩa là cái tha mái tài kiến mở cái mức độ sâu đậm. Nhớ nha, tứ thủ chỉ là tha mái với tài kiến mở mức độ sâu đậm. À, chấp cái gì? À, chấp rằng có một cái tôi, chấp chặt vào và cái nhận thức về ngã và ngã sở, tôi và có tôi, chấp chặt vào cái quan điểm hành trì. À, có nghĩa là cho rằng tu gì là đúng nè, còn cái kia là ngoài cái này ra là sai, mà đôi khi mình đang đi theo một con đường mà nó không có nằm ở trong bát chánh đạo, mà chấp chặt vào đó gọi là giới cấm thủ. Còn cái ngã chấp thủ, có tất cả là dục thủ, kiến thủ. Dục thủ có nghĩa là đam mê, chấp chặt, nắm chặt, ôm chặt, siết chặt, ghi chặt ở trong cái niềm đam mê vật chất, đó gọi là dục thủ. Còn kiến thủ là ôm chặt, ghi chặt, siết chặt, nắm chặt cái quan điểm nhận thức, thấy rằng tôi hiểu gì là đúng, ngoài đó ra là sai. À, mình không tìm hiểu thêm, không rộng hơn, không sâu hơn, không cao hơn, không thoáng hơn, đó gọi là kiến thủ. Cái đầu tiên là dục thủ, cái thứ hai kiến thủ, cái thứ ba đó là giới cấm thủ, có nghĩa là chấp chặt trong những cái đường lối hành trì,
Cái đầu tiên là chấp chặt trong hưởng thụ, thứ hai là chấp chặt trong quan điểm nhận thức, thứ ba là chấp chặt trong quan điểm hành trì, có nghĩa là chấp chặt trong những cái đường lối hành trì mình nằm ngoài bát chánh đạo. À, cúng bái cầu nguyện rồi phù phép rồi ông tà ông táo rồi cõi này cõi kia có đấng chí tôn vĩnh hằng lạp 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 la, là giới cấm thủ. Cái cuối cùng, cái thứ tư đó là ngã chấp thủ, rồi tin chắc rằng có cái tôi và từ đó có cái của tôi, có cái bản ngã của tôi. Thì do sáu ái nên mới ra là tứ thủ nó chính là tham ái, nó tài kiến mà ở mức độ sâu đậm. Mà do cái tứ thủ nó mới ra cái hai hữu, đó là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu tức nghĩa là tất cả, bây giờ quay trở lại, nghiệp hữu là tất cả cái thiện ác. Đã. Còn sanh hữu là tất cả các tâm đầu thai được tạo ra từ thiện ác. Cứ mỗi lần mình có một tâm thiện là mình đã kín đáo tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lành. Cứ lỗi là mỗi lần mình có một cái tâm bất thiện thì mình đang kín đáo tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi khổ. Thì chính cái tâm thiện tâm ác đó được gọi là nghiệp hữu. Còn chính cái tâm đầu thai về cõi lành cõi khổ đó được gọi là sanh hữu. Do có hai hữu này nè nó mới dẫn đến tứ sanh. Tứ sanh ở đây là gì? Là noãn thai thập hóa. Có nghĩa là mới có cái chuyện xuất hiện ở đời qua bốn cái hình thức. Noãn thai là sanh ra bằng trứng, noãn thai là sanh ra nguyên con, thấp là sanh ra trong cái điều kiện ẩm thấp, không cần trứng cũng không có nguyên con, mình hình thành từ cái điều kiện ẩm thấp. Còn cái thai sanh đó là nguyên con nhưng mà nó từ tử cung của mẹ, thí dụ như con người hay là con bò, con heo thì đó được gọi là thai sanh, nó sanh trực tiếp từ cái tử cung của mẹ. Còn cái thấp sanh nó cũng có thể sanh ra nguyên con nhưng mà nó không phải từ tử cung của mẹ mà nó từ môi trường, từ trường thiên nhiên như là cây cỏ đất đá bùn sình, chỗ ẩm thấp tăm tối lạnh lẽo thì như vậy thì đó gọi là hóa, gọi là thấp sanh. Còn hóa sanh trường hợp này nó hơi đặc biệt, đó là sự đột hiện có những cái cảnh giới, có những cái chúng loại chúng sinh mà nó đột hiện bầm nó có mặt, rồi mai này khi nó hết duyên mãn thọ thì bầm nó biến mất như một lần không để lại thi hài tử thi xác chết, thì đó được gọi là hóa sinh. Rồi thì từ những cái điều kiện này nó mới làm nên cái mình gọi là con người, làm nên cái gọi là heo bò chó gà, chư thiên phạm thiên là vua chúa, ăn mài hoa hậu diễn viên người mẫu du đảng thì chùa linh mục, mà tất cả đó nó chỉ là những cái sự đó là mọi hiện hữu, mọi danh xưng ở đời nó chỉ là cái chỗ tổng hợp của các điều kiện. Do các điều kiện thiện ác là như nãy giờ nói, sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, những cái đó nó cộng lại thì nó thành ra là người này người kia. Đó. À, khi mà nó có, ở đây mình phải hiểu, có, nó phải hội đủ ba điều kiện. Một là do vô số cái điều kiện, do vô số thành điều kiện mà có. Thứ hai, không có cái có nào mà là một. Tất cả cái có trên đời đều là tổng hợp của vô số thành tố. Cái đầu tiên là vô số điều kiện, thứ hai là vô số thành tố. Thứ ba là có rồi phải mất. Hiểu như vậy thì anh được quyền xài chỉ có một cách thông dong và nghinh ngang. À, có là vậy. Một là cái gì cũng do vô số điều kiện. Thứ hai, cái gì cũng là một khối tổng hợp lắp ráp. Ba, có rồi phải mất. Khi mà anh hiểu được mọi cái có đó là như vậy đó, thì anh có quyền xài chỉ có một cách an toàn. Còn nếu anh không hiểu được ba cái này thì khi anh nói có cái này có cái kia, có đàn ông, có đàn bà, có đẹp, có xấu, có cao, có thấp, có trắng, có đen, có dài, có ngắn, có trong, có ngoài, có gần, có xa, có sớm, có muộn là không được. Không được, tất cả là không. Không gọi là cái lần khi mà mình không có ba cái nhận thức đó thì là mình không được quyền nói. Gọi là thường, đoạn, tịnh, cấu, tăng, giảm, sanh, diệt. À. Thì tám cái này là phải dựa vào ba cái này. Phải dựa vào ba cái này. Thường đoạn tịnh cấu sinh diệt tăng giảm là phải dựa vào ba cái này. Tất cả là đều do duyên mà có. Thứ hai là tất cả chỉ là khối tổng hợp do duyên mà có, hồi nãy giờ nói rồi. Ví dụ như bây giờ tôi hay ví dụ hoài đó, tôi nói một cái nụ cười ở trên môi mình tưởng cái miệng mình cái răng mình, cái lưỡi mình cười, mình cười say bét. Anh muốn cười đó là anh có biết bao nhiêu cái điều kiện không? Về tâm sinh lý, xã hội, thiên nhiên nha. Tôi nhắc lại, một nụ cười trên môi của mình á, mình tưởng là tôi muốn cười, tôi cười. Sai. Nó phải là những cái gọi là điều kiện tâm sinh lý của mình lúc đó. Tâm mình lúc đó phải làm sao mình mới cười được. Sinh lý mình nó phải ok, cực kỳ mình mới cười được. Chứ còn mà
nó đang mà kiểu xin lỗi chứ người ta kêu là đau khổ gì bệnh trĩ, đang đau đẻ là đau trĩ là sao cười, không đang chóng mặt, người đang nhức đầu như búa bổ sao cười. Cho nên cả điều kiện tâm sinh lý phải ok. Thứ hai là chuyện xã hội, có nghĩa là lúc đó không có chiến tranh binh đao khói lửa can qua, chứ còn đạn mà nổ cắt cùm nó là làm hai phía mà nó đang đụng trận như cơm sôi ở ngoài hè mà bà cố tôi sao tôi cười. Không, như vậy là về xã hội. Rồi về thiên nhiên, lúc đó là phải ok, chứ lúc đó mà giông bão đầy trời rồi sóng thần núi lửa động đất bão tố hurricane tornado nó đang rầm rầm làm sao mà cười. Đấy mà mình không để ý. Cho nên nó là muốn có được một nụ cười đó là có vô số điều kiện. Đó là thứ hai. Mọi thứ đời đó nó có mặt là nhờ vô số điều kiện. Thứ hai là cái gì ta? Là không có cái gì trên đời này là một hết. Mà tất cả là một khối tổng hợp. Thế nhưng mà nó một nụ cười đi thì nó phải là một sự kết hợp của tâm lý, sinh lý, trong đó gồm có môi, có răng, có mồm, có miệng, tùm lum hết. Chứ còn cái mặt mình nó bằng trang như cái tấm dán ép thì cười chỗ nào nó có cái lỗ để nó mấp máy, nó mới bung lưỡi, bung răng, nó mới cười được chứ, đúng không? Đấy. Cho nên tất cả nó là sự tổng hợp. Nhưng cách đây mấy hôm, không, cách đây một tuần thì phải, tôi có nói đến một cái bài kinh ở trong Nikaya, mà cũng là một bài thơ, nội dung của một bài thơ của Tô Đông Pha. Thì cả hai cái bài kinh và bài thơ nó có nội dung thế này: trên đời này vốn dĩ không hề có một cái gì gọi là tiếng đàn. Tiếng đàn nó không có ở trên ngón tay người nghệ sĩ. Tiếng đàn nó không có sẵn ở trong cái thùng đờn, phím đàn, trục đàn. No. Tiếng đàn nó không có. Nó không có trong phím đàn, trục đàn, thùng đàn. Nó không có. Tiếng đàn nó cũng không có ở trong ngón tay người chơi đàn. No. Tiếng đàn nó cũng không có ở trong cái speaker, trong cầu bạc lưa. Cũng không. Nó không nằm ở trong mấy cái dàn âm ly. No, nó không có. Nó không nằm ở trong cái TV, không nằm trong cái cassette. Mà tiếng đàn nó nằm, nó chỉ có mặt khi mà các cái điều kiện hội đủ. Khi nào thùng đàn, dây đàn, trục đàn, ngón tay của người chơi đàn, ý muốn của người chơi đàn, chưa ý muốn có đủ không? Không còn nữa. Kiến thức, kinh nghiệm chơi đàn của người chơi đàn, cộng hết mấy cái này lại, nó mới bèn ra cái tiếng đàn. Đó là nói đơn giản. Còn mà nói mà rộng nữa thì nó vô số điều kiện. Ví dụ như hồi nãy tôi nói là xã hội phải ok, trời đất phải ok, sức khỏe phải ok, gia đình phải ok, mọi thứ phải ok, thế giới chung quanh phải ok, thì mà lúc đó mình mới có cái hứng mình móc, phải không? Lấy cái phím mình móc dài nốt, phải không? Chứ còn mà nhà đang, vợ chồng đang gây lộn chén dĩa bài ào ào, con khóc rồi vợ đẻ con đau đầu có chữa, rồi ba má bệnh hoạn nợ nần đầy đầu giang hồ tới đập cổng, thì tôi hỏi gì chứ làm sao mà chơi đàn được, không cách chi hết, mà chỉ một tiếng đàn thôi. Đấy. Chỉ một cái từng tưng 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 đồ re mi la đó, cung thương gốc chỉ vũ gì đó, chỉ chừng đó thôi. Đấy. Nó cũng cần được vô số điều kiện trong ta và ngoài ta. Đấy, nhớ nha. Rồi cái thứ hai là mọi thứ nó không có gì là một, nó là sự tổng hợp, giống như hồi nãy tôi nói tiếng đàn nó là sự tổng hợp của các điều kiện. Đây. Và cái thứ ba, có rồi phải mất. Đấy, không có tiếng đàn nào nó còn hoài hết. Được gọi là một cái nhạc khúc hay là nó phải có lên có xuống, có thứ có trưởng, này, có thăng có giáng thì nó mới hay. Tại sao người ta thích pháo hoa? Là bởi vì muốn có pháo hoa chỉ đầu tiên là phải tốn tiền, tốn rất là nhiều tiền. Trong khi cái đèn chùm á, đèn Giáng sinh hay là đèn trang trí ở nhà cửa mình, nó bị quán bị tiệm là cái số tiền mà để có được một cái sợi dây đèn mà vài chục mét nó rẻ sành so với pháo hoa. Pháo hoa mình đốt dùng một tiếng đồng hồ là bán nhà không đủ, không đủ á nha, chưa kể là pháo đặt. Pháo đặt tức là pháo order, special order, đặt mà nó ra cái hình này hình kia, chữ này chữ nọ, đó là cái đó là còn khùng nữa, không chỉ riêng cái mà nó bơm nó nở ra, nó bung ra, nó bao nhiêu đó là mình đã thấy là biết bao nhiêu tiền, đốt một tiếng là biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó cái tiền mà tiền điện lẫn cái tiền đèn nguyên chùm về dây là mấy chục mét là bao nhiêu hết, không. Cho nên pháo hoa nó quý là bởi vì nó mắc tiền, mà nó là thời gian mà nó nó bung xòe không có nhiều. Nhớ nha, thì đời sống này nó hay, nó đẹp là bởi vì nó vô thường. Nó có rồi nó mất. Đời sống này nó là sự tiếp nối, sự thừa tiếp của cái trước và cái sau, nó mới làm nên đời sống. Chứ mọi thứ nó đứng yên, nó không có cái này mất đi, không có cái sau xuất hiện, không có cái sự trao truyền, không có sự thừa tiếp,
thì làm sao mà nó có cái gọi là cuộc đời được, quý vị. Cho nên muốn nói cái gì đó có thì mình phải nhớ rằng mọi thứ nó có trên ba điều kiện sau đây: một là vô số điều kiện, hai là sự cộng ghép, cộng hưởng, cộng sinh của vô số thành tố, ba có rồi phải mất. Mà khi không hiểu cái này, không hiểu được cái duyên khởi chiều xuôi thì không thể được hiểu được rằng cái này có cái kia có đó, thì dễ dàng mà, không phải dễ dàng mà chắc chắn mắc vào cái gọi là quan điểm cực đoan cho rằng mọi thứ đều không. Trong khi mình quên một chuyện, hệ nó có điều kiện thì nó mới có mặt, và nó có mặt rồi nó phải mất. Nhưng mà có mất luôn không? Không, nó mất và nó được thay thế bằng một cái khác, có thể giống nó, có thể khác nó, nhưng mà chính là cái thành quả có, nó là hệ quả có được từ cái trước đó. Không, nhớ cái đó. Hễ ngày nào nhân duyên nó còn, điều kiện nó còn thì nó tiếp tục, nó tiếp diễn trong cái hình thức sanh và diệt như vậy. Cái sau nhớ nha, cái sau không phải là cái trước, nó chỉ là được tạo ra bởi cái trước thôi, chứ không có cái gì mà liên tục miên viễn bất tuyệt thiên thu đời đời kiếp kiếp, chỉ không có, mà nó chỉ là sự thừa tiếp. Thì chúng ta học khoa học chúng ta biết một ngọn lửa, mình kêu là một ngọn lửa, flame số ít, flame là số ít. Nhưng mà thật ra đó là mình biết rằng cái không hề có cái gì gọi là một, nó là một cái quá trình là tiêu thụ năng lượng, nó đốt cháy oxy để nó tạo ra lửa, mà cái đó là một cái quá trình mà có một sự cộng hưởng, có một sự tương tác phản ứng giữa các cái thành tố hóa học, nó mới ra cái mình gọi là ngọn lửa. Đây, ngọn lửa đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó mất. Cho nên có người hỏi một vị thiền sư, vậy chứ ai luân hồi, dòng luân hồi là gì và ai luân hồi, thì vị thiền sư mới kêu ông Việt Nam nó không tới, ông thắp cho thầy cây nến đi, rồi thầy trả lời chồng. Ông nghe vậy thì ông tới ông thắp nến, ông mới vừa thắp xong ông thiền sư nó thổi đi con, cái ông thổi, cái ông thiền sư nó rồi tới đây ngồi, tới đây ngồi nè. Thầy trả lời xong rồi đó. Thầy trả lời, nãy con hỏi sao luân hồi là gì và ai luân hồi, thầy trả lời xong rồi đó. Cái ông kêu nói, thầy chưa, thầy kêu con đốt nến rồi kêu con thổi nến rồi đó, đó, trả lời rồi. Ngọn lửa trước đây nó không có trong ngọn nến, mà nó cũng không có trong cái hộp quẹt, cũng không có trong ngón tay của con, nó cũng không có trong cái chân nến, đúng không? Chân nến, ngọn nến, hộp quẹt, ngón tay của con, tất cả đều không có, có lửa. Nhưng mà khi những cái này mà nó kết hợp lại với nhau, nó mới ra một cây nến cháy được gắn trên cái chân nến, đúng không? Rồi sau đó khi mà thầy kêu con thổi thì cái ngọn lửa nó đi về đâu? Trước khi con bật cái quẹt thì ngọn lửa nó ở đâu? Rồi sau khi mà con thổi cái phù, ngọn lửa nó, cái ngọn nến nó tắt thì ngọn lửa nó đi về đâu? Thì hãy đủ duyên thì con có mặt, mà hết duyên thì con ra đi. Ở đây không có cái người nào mà làm thiện làm ác, tất cả đều là những thành tố tâm lý thôi. Do thiện, do cái tâm thiện tâm ác nó thì bị làm, là do tâm tâm sở nó kết hợp với nhau dựa trên cái quan điểm y báo chánh báo, tức là tâm tâm là chân đế, tâm và tâm sở là chân đế, kết hợp với cái hình hài phương tiện, ví dụ như nhờ có cái búa, có con dao, có cần câu, có cây súng, có cây cung, rồi mình cộng lại mấy cái đó mình mới có cái chuyện là đi săn. Cái đứa đi săn nó có cái tên là thợ săn. Rồi cái phương tiện mà bật cái dây để cho cái mũi tên nó bay tới thì cái đó mình gọi là cái cung. Rồi cái mũi tên, cái mà được bật ra từ cái cung mình gọi là mũi tên. Rồi cái con thú bị bắn mình gọi là con thú, con mồi. Mà tại sao cái kêu đó là con heo rừng, tại sao kêu là con nai, tại sao kêu con thỏ, con dím, con sóc, con trồng, con cáo, tại sao? Là bởi vì dựa vào những cái điều kiện sinh học, những tập tính sinh học, những đặc điểm sinh hoạt của từng loài ở trong thế giới động vật, mình gọi con đó là con gì, không? Toàn là đồ ráp không mà. Chứ còn ở đây cũng vậy đó, là khi mà không có những điều kiện đó thì không có cái gì gọi là thợ săn hay là cây cung, mũi tên, con nai, con quẳng, con tròn, con mển, không có. Nhớ nha, cái đó phải quan trọng lắm. Thì ở đây khi mà hiểu rằng có đủ điều kiện thì mọi thứ có mặt, điều kiện còn thì sự có mặt đó sẽ được tiếp nối, sẽ được thừa tiếp, sẽ được tiếp diễn bởi một cái khác. Cái sau không phải là cái trước, nhưng nó được thừa tiếp từ cái trước, là hệ quả từ cái trước. Đó là duyên khởi ở chiều xuôi. Còn duyên khởi ở chiều ngược là sao? Khi cái này không có cái kia không có, khi cái này diệt thì cái kia diệt. Đó. Khi mà vô minh diệt thì hành diệt, có nghĩa là khi mình
có trí tuệ hiểu được bốn đế thì sao, không còn vô minh, mễ không còn vô minh thì người ta không có còn cái khả năng, cái điều kiện tâm lý để mà làm thiện ác. Nhớ cái này, trong bốn tầng thánh thì ba tầng thánh đầu là cũng còn vô minh, sơ quả, nhị quả, tam quả là còn vô minh, cho nên vì nó còn sót lại một ít phiền não và còn có khả năng hành thiện, cho nên từ đó mới còn cái khả năng gọi là tái sinh. Không. Nhưng mà riêng về bậc la hán thì khi mà đã hiểu được bốn đế một cách rốt ráo, vị đó không còn tí ti cái vô minh, thì vị này tuyệt đối không còn cái điều kiện tâm lý để mà thiện hay ác nữa. Đây, nhớ nha, khi mà mình hiểu một cách rốt ráo, đây là nhà tù, đây là bệnh viện. Cái đứa trong nhà tù thì gọi là tù nhân, cái đứa trong bệnh viện là bệnh nhân. Mình biết rất rõ như vậy thì mình chỉ muốn đi chứ mình không có nắm níu, không có thiết tha gì hết. Nhưng có trường hợp, có trường hợp mà cái biết mình nó chưa có rốt ráo. Thí dụ như mình đi vô mình thăm người yêu trong tù, trong lúc đó không phải mình ngu, nhưng mà trong lúc mình tạm quên, mình thương người đó quá đi, mình cứ trông đến ngày để mình lên tù, nhà tù mình thăm ảnh. Đó, lúc đó cái yêu, cái ái nó mạnh quá, mình quên mất. Tạm thời mình quên, tạm thời mình quên cái chuyện đó là cái nhà tù, cái chỗ hắc ám. Mà lúc mình chỉ mong lên mình gặp người yêu mình thôi. À, quả là cái anh mà bị nhốt tù, anh ở trong đó lâu ngày, anh nhớ bây giờ anh ra ngoài, cha mẹ, vợ con không còn, không biết đi đâu. Thôi thì trong đó thì anh cũng ráng trồng hoa, trồng kiển rồi vậy đó. Có nhiều nhà tù Âu Mỹ tôi không biết, chứ ở mấy xứ châu Á, nhất là Việt Nam, thì mình ở tù lâu năm nó có những cái tội mà ta cho mình đi lao động, cho mình đi làm, thì mình cũng có thể trồng rau, trồng luống hoa, luống rau rồi được. Ví dụ như vậy thì tự nhiên nó dính mắt trong đó. Nhưng mà đối với một người mà lúc nào cũng canh cánh biết rằng đây là nhà tù, đây là bệnh viện, mình là tù nhân, mình là bệnh nhân, luôn luôn hiểu như vậy thì họ không có mãi mãi nào thiết tha. Còn cái chuyện mà một cái đứa bé là một, hoặc cái người yêu đi thăm người yêu là hai, ở trong bệnh viện, ở trong nhà tù thì lúc đó tạm quên, mà cứ mong là gặp người kia thôi. Này, còn vị A-la-hán thì không. Vị tu đầu các tầng thánh thấp giống như một người trưởng thành mà đi thăm người yêu ở trong bệnh viện, trong nhà tù, biết. Bệnh viện là chỗ không nên ở lâu, nhà tù là chỗ không nên ở lâu, nhưng cũng còn có cái chỗ để mình thích. Ồ, mình vô mình thăm người thân mình, người yêu mình, thăm con mình, thăm cha, thăm chồng, thăm vợ, cái mình đóng, thấy không? À, cho nên cũng còn có một chút, cho nên mình còn thấy nó hay, mình còn mong đến ngày để mình vô đó. À. Nhưng mà riêng về cái vị A-la-hán thì ngài cũng giống như cái vị tinh văn ở chỗ là biết rõ đây là nhà tù, đây là bệnh viện, nhưng mà còn ghê hơn chỗ nữa, ngài không còn cái gì để ngài thích. Ngày không có ai để ngày thăm ở chỗ hai cái chỗ, trời ơi đất hỡi, cái chỗ hắc ám tầm tầm tối tối nó hết. Cho nên nghe nói nhà tù một cái là no, lắc đầu. Nghe nói bệnh viện là lắc đầu. Do hiểu biết rốt ráo về bốn đế cho nên vô minh bị đoạn trừ triệt để. Và do vô minh đoạn trừ triệt để cho nên không còn cái đủ cái điều kiện tâm lý để mà làm thiện làm ác. Làm ác là dứt khoát không rồi, mà làm thiện cũng không có làm thiện làm sao để đi về mấy cõi lầm đấy. Cõi nào, cõi lành là cõi nào? Cõi mà cao nhất là phi tưởng, ở trên cho hết tuổi thọ rồi lọt xuống dưới thì cũng trở về đơn vị gốc, cũng tâm mù, cũng làm chó heo mèo gà đồng như cũ thôi. Nghĩ như nản, mà giàu cho có đời đời chiếc chiếp mà ở trên cõi trời nào sung sướng như tiên rồi thì sao? Vấn đề lớn nằm ở chỗ này. Mình không hề biết một chuyện tại sao có hạnh phúc, là vì mình có cái mình thích, mình né được cái mình ghét, mình gọi là hạnh phúc. Nhưng mà mình quên rằng cái hạnh phúc và cái đau khổ vốn dĩ nó không có, mà nó do khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống, ba cái này nó cộng lại nó mới quyết định mình thích cái này ghét cái kia. Và từ chỗ có cái do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, nó mới đưa mình vào hoàn cảnh nào đó để mình có thích có ghét. Rồi từ cái thích ghét đó nó mới ra cái hạnh phúc và đau khổ. Có những thứ mà đưa thằng Nhật Bổn đó, đối với nó là của nợ, nhưng mà đưa cho người Việt Nam mình khoái lắm, không? Mà có những thứ đưa cho người Việt Nam mình dò nổi cái này cái gì, lắc đầu. Nhưng mà đưa Nhật nó khoái lắm. Rồi có nghĩa là do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta có thích và có ghét, và từ có thích với ghét nó mới dẫn đến đau khổ và hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc và đau khổ nó là do ảo tưởng, nó có hai cái bẫy thứ nhất do ảo giác mà có, thứ hai có rồi không có bệnh.
đó là nói rốt ráo. Còn mình nói một cái kiểu mà cận nhân tình, nói một kiểu mà nôm na dễ hiểu á, thì cái khổ, cái hạnh phúc của đời nó có mấy cái này làm cho mình nản nè. Muốn có thì rất khó, đi tìm thì rất cực. Có rồi mà giữ được nó thì rất cực, mà không giữ được thì rất khổ nha. Muốn có thì rất khổ, mà có rồi phải giữ cũng rất là mệt, mà giữ không được thì càng mệt hơn. Mà đã vậy cái này mới thê thảm. Bất cứ vị ngọt nào trong đời mà mình chỉ cần có một cái lòng đam mê thưởng thức là mình đang gieo nhân đọa, đang gieo nhân sinh tử. Khổ vậy đó. Tức là bản thân nó đó mà muốn có là không phải dễ. À, muốn có nhan sắc, muốn có tiền bạc, muốn có tình yêu, muốn có quyền lực, muốn có uy tín, muốn có tiền tâm đâu phải dễ. Muốn có phải dễ, mà có rồi thì giữ rất là khó. Nhưng mà chưa nó còn có cái còn tai nát nữa. Có nghĩa là mình có mà mình đam mê trong cái mình có là mình đang gieo cái nhân sinh tử, đang gieo cái nhân xa đọa. Đó, nó khổ vậy. Cho nên khi mà vô minh không có thì không còn hứng thú để tạo các nghiệp thiện ác. Mà khi không còn hứng thú tạo ác thì không có đầu thai các cõi. Không đầu thai các cõi thì làm gì có sáu căn, không có sáu căn làm gì có sáu xúc, không có sáu xúc, không có sáu thọ, không có sáu thọ thì không có sáu ái. Sáu ái tức là đam mê trong các cảnh trần đó. Không có sáu ái, không có tứ thủ, không có tứ thủ thì không có hai hữu, không có hai hữu thì không có tứ sanh. Mà không có tứ sanh đó, không có chào đời thì làm gì có già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, khổ, thân, khổ, tâm, mắt, nhòa, lệ, sầu. Có. Nhớ nha. Cho nên biết rõ rằng đủ duyên thì mọi thứ nó có. Biết chắc như vậy thì không mắc vào đoạn kia. Hễ còn đủ duyên thì nó có. Cái hỏi cái chết rồi là hết, là mình tại sao mình tin chết rồi là hết, là bởi vì mình không biết được rằng hễ nó còn có điều kiện sanh tử thì nó bèn tiếp tục sanh tử. Mặc dù không có đứa nào sanh tử hết, mà chỉ là tâm mà tâm sợ, chỉ là các điều kiện tâm sinh lý đời trước mà tạo ra các điều kiện tâm sinh lý đời sau chỉ vậy thôi nha. Cho nên ở trong chú giải của bài kinh này có một câu rất là hay: trên đời này nó có nói không, gì đi nữa phải nhớ chỉ có khổ có mặt và khổ tịch diệt, chỉ có khổ sanh và khổ diệt thôi, chứ ngoài đó ra không có ai hết. Nếu mình nói có thì mình phải nhớ rằng cái có đây chỉ là khổ thôi. Khổ có mặt và khổ biến mất. Và nói không ở đây mình phải nhớ là cái không đây là cái không có khổ, khổ biến mất gọi là không, mà khổ có mặt thì gọi là có. Và cái có cái không của khổ nó phải tùy thuộc vào các duyên, duyên sanh và duyên diệt, nhớ nha. Để cái này nó sâu cái đó. Cho nên rất là nhiều người nghe bà chó bà nhán có thắc mắc: ủa vô ngã là không có tôi, không có của tôi, vậy thì đứa nào mà tạo nghiệp thiện nghiệp ác, rồi đứa nào mai mốt sướng, đứa nào mai mốt chịu khổ? Họ cứ đòi là phải có ai đó mới làm ác làm thiện. Nó không có ai, nó chỉ là các thành tố tâm lý thôi. Ví dụ như tôi hỏi, trong một đống phụ tùng không hề có chiếc xe, đi kiếm đi, cái bị mở đi một đống lộc nguyên đống có thấy chiếc xe không? Không. Nhưng mà khi nguyên đống phụ tùng nó được lắp ráp một cách hợp lý thì ta bèn có chiếc xe. Và khi có chiếc xe rồi thì cái đống phụ tùng nãy đâu? Mất tiêu. Nó đã hòa tan, đan xen, hòa nguyện, kết nối, kết hợp với nhau thành ra chiếc xe mất tiêu rồi. Cái đống này mất tiêu rồi. Cái đống này mới chụp hình. Mất tiêu rồi. Đó. Vô chiếc xe này hết. Đây. Nhưng mà bây giờ mình tháo rời nó ra thì chiếc xe bèn mất tích và nó nhường chỗ cho nguyên một đống phụ tùng. Đấy. Mà mình lại không hiểu cái đó. Mình cứ nghĩ là trên đời nó có một cái gì đó gọi là chiếc xe. Nó là đống phụ tùng. Cho nên cái mà đang lăn bánh trên đường đó, thì trong ngôn ngữ thế gian mình gọi nó là chiếc xe. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm, cái gọi là chiếc xe đó, trước khi mà nó xuất xưởng, trước khi mà nó ra cái đại lý phân phối, trước khi mà nó đến tay được cái người mà mỗi khách mua xe đó, trước hết thì nó là từng món bộ phận được là chế tạo ở, thậm chí ở nhiều cái nơi khác nhau chứ không phải một nơi, nhiều nơi lắm. Các bạn biết không, các bạn có biết rằng mấy cái vệ tinh mà nó bay ở bên ngoài cái khí quyển mình, của Nhật, của Mỹ, của Anh, của Đức, của Tàu, của Nga đó. Các bạn biết trên một cái vệ tinh có thể vài chục ký, vài trăm ký hoặc một hai tấn gì đó. Các bạn biết trên đó nó có rất là nhiều cái thiết bị, có nhiều cái linh kiện, có nhiều cái chi tiết mà được làm ở nhiều cái quốc gia khác nhau. Thí dụ như có một cái vệ tinh của Mỹ mà nó cái ống kính mà để mà quay phim chụp hình mà chuyển về trái đất là cái ống kính Nikon của Nhật, mà trên danh nghĩa đó của Mỹ. Và trong đó nó có một vài cái chi tiết
của Israel, của Do Thái. Do Thái ông chả nó ghê, nhỏ con, nhỏ mà có vỏ, nhỏ mà như hột tiêu, nhỏ mà có vỏ. Trong cái vệ tinh có chừng vài trăm kilo vậy đó, mà trong kia nó có cái thì làm ở Nhật, có cái thì làm ở Do Thái, có cái làm ở Mỹ, có cái làm ở Đức. Mà trong chiếc máy bay như là chiếc Airbus hay là của châu Âu hay là Boeing của Mỹ thì ở trong đó có nhiều cái bộ phận nó làm ở nhiều nơi khác nhau, chứ không phải ở một hãng xưởng. Và đã nói nhiều nơi nghĩa là nhiều thợ, nhiều thầy ở nhiều không gian, nhiều thời gian khác nhau. Mà nó vẫn bay. Khi mà đem mấy cái rời rạc đó, những từng món rời rạc đó được sản xuất ở nhiều không gian, thời gian khác nhau đó, nó ráp là nó bèn hình thành ra một cái mà ta gọi là chiếc máy bay. Lúc bây giờ chiếc máy bay nó có thật, nhưng mà mình phải hiểu ngầm rằng nó là sự tổng hợp của vô số điều kiện, vô số thiết bị, vô số linh kiện, vô số chi tiết, vô số thành tố, cấu tố. Đấy, nó mới làm ra cái máy bay. Và mình bèn chung đó, mình ngồi, mình bay từ điểm A qua tới điểm B, từ điểm C tới điểm S. Đấy, rồi mình bèn gọi nó là chiếc máy bay. Thật ra nó là một sự tổng hợp nhé. Cho nên không hề có một thằng tèo, thằng tí, con lan, con cúc, con đào, con ý, con hương. Không hề có, không hề có. Mà nó chỉ là những thành tố danh sắc. À, và nói cho rốt ráo nữa đó, thì dầu danh dầu sắc đều được gọi là khổ. Là vì sao? Vì khổ có hai: khổ bản chất và khổ cảm giác. Khổ cảm giác là cái gì mà mình thấy khó chịu rồi đó, không? Khổ thân khổ tâm đó là khổ cảm giác. Nhưng mà khổ bản chất là bất cứ cái gì mà nó có mặt ở đời, nó cũng đều có cái là bản chất bất toàn, bất trắc. Bất toàn nghĩa là không có gì hoàn hảo hết. Bất trắc có nghĩa là nó có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Thì bất cứ cái gì mà nó có bất toàn, bất trắc thì cái đó được gọi là khổ. Mà khổ này được gọi là khổ bản chất. Ví dụ như mình thấy một người con gái đang ở cha mẹ bấm, mà mình thấy nó đi lấy chồng, mà lấy những cái thằng mà mình biết rất rõ. Mà người ta đang trong ngày cưới, nó vui thấy bà luôn, mặt mà gió sưng đầy mặt à, mà mình dám nói, mình cứ lắc đầu. Nghiệp quá, nhỏ này xuống nó xuống khổ. Lúc đó mình đang nói khổ gì? Khổ bản chất. Còn cái khổ cảm giác là chiều nay là thằng kia nó về nó nhậu, nó đánh con nhỏ này mà má nhìn không ra đó. Cái đó là khổ cảm giác. Nhưng mà cái chuyện mà hôn nhân nè, cái chuyện nó yêu thằng đó nè, nó tin tưởng thằng đó, nó giao phó, nó tin cậy, nó phó thác, nó ký gửi cái đời nó cho thằng đó. Cái đó, cái ngu đó đó, được gọi là khổ bản chất đó, khổ nền. Rồi trên cái khổ nền đó, bắt đầu nó mới lầu ra cái cội cây nước mắt có cái tên gọi là khổ cảm giác. Đấy, nhớ nhiều người cứ thắc mắc nữa, vô ngã vậy, đứa nào tội nghiệp là đứa nào hưởng quả, nó là một chiếc xe được lắp ráp là bởi nhiều thứ. Cũng như có một chuyện sẵn đây tôi nói luôn, có nhiều người hiểu lầm, họ nghe nói rằng theo kinh điển nguyên thủy chết rồi là đi tái sanh liền, nói nôm na là đầu thai liền. Như vậy thì làm gì có cái chuyện mà về đứng đầu giường rồi khóc lóc, mặc đồ trắng, xỏ tóc, cười lói hai cái cặp ngà. No, không có phải, không có phải hiểu như vậy. Đúng là chết rồi là phải đi đầu thai, đúng. Nhưng mà đầu thai nó có nhiều cái cảnh giới. Ví dụ như là sanh làm người cũng là đầu thai, làm con heo, con bò ngoài chuồng cũng là đầu thai, con rắn, con rít trong hang hốc lùm bụi cũng là đầu thai. Xin lỗi. Làm con cá ngoài biển, ngoài hồ, kinh rạch sông ngòi cũng là đầu thai. Làm mấy cái loài mà cô hồn các đảng phiêu phong giả quỷ, cái đó cũng là đầu thai. Cái thứ mà nó tuột lên, tuột xuống, cái thứ mà nó đứng đầu giường thiều thiều móc móc mình á, à, phản phất lãng giảng, áo trắng áo tím, tóc xỏ dài, ngồi đầu giường khóc rưng rức giữa đêm khuya rồi, ví dụ như vậy. Nó cũng đã đi đầu thai rồi. Nó đã đi đầu thai rồi mà mình lại tưởng là nó phải sanh vô trong cái cảnh giới con người thì mới gọi là đầu thai. No, nó đã có cái quốc tịch nó hơi đặc biệt thôi, thay vì nó đi qua Lào, qua Nhật, bây giờ nó qua bên Ethiopia, Somalia, Uganda, bên châu Phi, nhưng mà nó đã được đầu thai. Đấy. Dầu nó sanh là nó đầu thai trong cái hình thức nào, nhưng mà nó có thể là đi đà, nó đã có một cái tâm thức tái tục xuất hiện để mà đưa nó vào một cảnh giới đó. Thô hay là tế? Thô là mình có thể rờ được, thấy được, ngửi được thì gọi là thô. Còn một cái cảnh giới tế là cảnh giới mà phải có mấy cái bậc thiên nhãn đó. Phải có thiên nhãn mới thấy được, phải có thiên nhĩ mới nghe nó nói được. Này, thì nó gọi là tế. Mà chúng ta đã biết rồi, chúng ta học chút ít chút chút không? Thì về vật lý chúng ta biết nước nó cũng có nhiều dạng, đúng không? Nước trong không khí, nước trong hơi thở, không? Nước trong lúc mình nhảy mũi, trong lúc mình ho cũng có hơi nước. Không,
nước mình trong cơ thể, nước để mình thở cũng là nước, nước để mình thấm môi chấm ngón tay, nước để mà mình uống giải khát cũng là nước, nước để mà mình tắm gội giặt giũ cũng là nước, nước mà mình bơi lội cũng là nước, nước mà mình có thể dông thuyền chiến hạm để thất hạm đội mà đi lẩm bẩm trên đó cũng là nước. Nước nó có nhiều dạng lắm, nước để thở, nước để uống, nước để tắm gội, nước để bơi lội, nước để chèo xuồng, tất cả đều là nước, nó có nhiều hình thức lắm nhớ. Và cái gọi là nhiệt độ cũng vậy, cái gọi là nhiệt độ, có những cái nhiệt độ nó lại đốt cháy được sắt thép, nhưng có những nhiệt độ nó cũng chỉ làm đủ cho mình thấy ấm thôi, cầm tay nhau nghe ấm ấm, đó là nhiệt độ đó, đó là lửa, lửa mà cái mà nó nung chảy một cái khối thép vẫn là lửa. Ở đây cũng vậy, mọi thứ nó có nhiều hình thức tồn tại nha, mà trong cảm xúc cũng vậy, có những cái niềm vui nó đủ để cho mình cười bò nước mắt nước mũi nó tèm lem cũng là vui, mà có những cái niềm vui đó làm cho mình lân lân nhẹ nhẹ cười mỏng, cười mím chi, cười cắn chỉ cũng là vui. Ok, hiểu được mấy cái đó, hiểu được duyên khởi chiều ngược và chiều, hiểu được duyên khởi chiều ngược, hiểu rằng cái này có cái này không, cái kia không, cái này gì cái kia gì, thì hiểu được như vậy sẽ không còn chấp, cho rằng mọi thứ là có một cái tôi, có cái của tôi, có cái bản ngã tự ngã của tôi. Còn cái hiểu được duyên khởi chiều xuôi ấy, nghĩa là hễ ngày nào còn có điều kiện thì mọi thứ tiếp tục có mặt, hiểu như vậy thì trừ được cái đoạn kiến, không có cho rằng chết rồi là hết. Và tôi đã nói 1.000, 1.000.000 lần, trên đời không có cái gì nó bậy cho bằng. Mình cứ ngỡ rằng mình là người khoa học, người văn minh, mình là người trí thức, mình là người là suy tư có logic, cho nên là mình bèn không có tin cái gì mà mình không chứng minh được. Cái đó rất là bậy, cái đó rất là phản khoa học. Mình tưởng mình là người có kiến thức khoa học rất là bậy, là bởi vì mình tin cái đó có là mình phải có cái bằng chứng. Nhưng mà mình khi mình muốn phán nó lại không, mình cũng phải có bằng chứng chứ. Còn đằng này không, rất nhiều người họ bác cái chuyện kiếp trước kiếp sau luân hồi báo ứng, họ bác nó, họ tưởng vậy là văn minh, họ nói đâu có ai chứng minh được đâu. Nhưng mà họ quên một chuyện, anh không có chứng minh được nó có, nhưng mà anh đã có thể chứng minh nó không chưa, chưa anh chưa có chứng minh được là nó có. Đúng, tôi cũng dám chứng minh được nó có, nhưng mà tôi cũng không dám phán ẩu là nó không, là bởi vì tôi chưa có chứng minh được là nó không. À, mà mình cứ dựa vào những cái gì trong đời sống thực tế, mình thấy nhân quả báo ứng ít ra nó cũng ít ra đó, trong đời sống mình thấy nó có thiệt. Mình mà sống trời ơi đất ở phạm pháp gây thù gây quán là không có yên với người ta đâu đó, mình thấy cái đó nhân quả không. Rồi tùy thuộc vào cách sống mà mình khỏe hơn hay là mình bệnh đau, tùy cách sống mà mình vui hơn hay là xin lỗi đau khổ hơn, đúng không? Nó là nhân quả. Rồi Phật dạy sống chánh niệm đi con sẽ được an lạc hiện tiền. Đúng, thấy đúng, sống chánh niệm, sống tỉnh thức, đúng. Kiểm soát được hoạt động của mình mà thấy an lạc hơn, an toàn, vừa an lạc vừa an toàn nữa, được sống ngang, đúng. Sống ngang xong mà nhưng mà không cần sống hỉ, ok. An lạc và an toàn, cái đó đúng. Như vậy Phật nó mình hiểu. Rồi Phật nó không có gì bền, đúng. Vì các nhà khoa học cũng nhìn nhận trái đất này không phải là vĩnh viễn, mặt trời không phải là vĩnh cửu, đấy. Mặt trời nó phải là vĩnh cửu. Mà hỏi cái trái đất và mặt trời nó không vĩnh cửu thì hỏi còn cái khỉ gì trên đời này mà bền hả? Các vị tìm cho tôi đi. Trái đất này, mặt trời đó, mặt trăng đó mà nó không có là vĩnh cửu thì tôi hỏi còn cái giống giải gì trên đời này mà nó bền nữa. Ồ, như vậy hình như Phật nói đúng thì phải ta. Rồi chưa hết còn nữa. Cái gì trên đời này đó thuộc về loài người đều phải dựa vào con người. Mỗi như bây giờ là quyền lực, tình yêu, nhan sắc, tiền bạc, tiếng tâm, uy tín, bla 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 bla. Mà nó làm gì nó còn khi mà mình tắt thở. Hình như Phật cũng nói đúng luôn, không? Bây giờ mình nói cái gì bền đâu. Một cái đồng hồ Rolex 100 năm mà nó chỉ trễ có 2 giây, 6 giây. Bền thiệt, đúng, bền thiệt. Cái tòa nhà đó nó là coi như là coi như là 1.000 năm nữa đó là vẫn còn. Nhưng mà mình sống được bao lâu? Tất cả cái gì thuộc về con người, có liên quan đến con người đều phải y cứ vào con người. Người mà chết rồi thì cái gì cũng xong. Bây giờ các vị nói tôi không, tôi chết rồi tôi để cho con của tôi. Nhưng mà đó là con của quý vị chứ không phải bản thân quý vị. Không, các vị hồi sống, các vị cắm đầu gục mặt, các vị làm bao nhiêu cái điều là buôn thần bán thánh, buôn dân hại nước không?
để mà những tay nhúng chàm liên tục, không làm bao nhiêu điều cầu danh trục lợi, cuối cùng tới hồi mà nó chết rồi thì tất cả là buông hết. Còn cái chuyện mà nó để cho con cháu, tôi nói là thế nào cũng có người chém tôi, đó là một những cái mà tào lao nhất mà con người nghĩ ra, cái chuyện mà để cho con cháu. Không, ông Thiệu Khang Tiết của Tào cũng có nói một câu là tử tôn tự hữu, tử tôn phúc, mạc giữ tử tôn, mạc vị tử tôn tắc mãn hưu. Con cháu nó có phúc của con cháu, mình đừng có vì tụi nó mà mình làm trâu làm ngựa. Đúng, không có quá đúng. Vì nói theo kinh Phật, làm người là khó, được sanh làm người rất là khó, khó lắm. Mà cái chuyện mà hôm nay cái thằng Tèo thằng Tí mà nó chung vô nó làm con của mình là một cái chuyện khó như là rùa mù mà chung cái lỗ gián ngoài biển. Cái chuyện mà mình được trở lại làm người đã khó, mà là có thằng Tèo thằng Tí mà con mình nó được trở lại làm người cũng khó. Đâu? Mà bây giờ hai cái khó này gặp lại nhau thì đó, hai cái khó nó thành double, nó nhân đôi, còn khó dữ dằn nữa. Không, chị nói thẳng ra là chỉ có đời này, còn cái kiếp sau chắc gì gặp lại nhau. Mà chỉ vì cái chuyện đó, vì cái tình cảm dành cho nó mà mình chuyện gì cũng làm, làm khổ hàng triệu người chỉ mua lấy nụ cười cho con. Cái bị nghĩ con ngủ mà chưa hết. Trước khi mình làm bố làm mẹ có thằng Tèo thằng Tí là mình đã là bố mẹ của hàng tỷ đứa khác, bây giờ mình quên sạch. Rồi trước khi mình làm con của ông A bà B, mình đã làm con của một tỷ ông bà khác mà mình quên sạch. Đấy. Rồi trước khi mình làm chủ ngôi nhà này, trong vô số kiếp quá khứ mình đã có biết bao nhiêu nhà cửa lâu đài hang hốc, không ao hồ đầm lầy mình coi là trú xứ, biết bao nhiêu mình bỏ hết. Bây giờ về đây mình giữ cái nhà này, nhà mặt tiền, không mặt tiền phố trung tâm quận 1, mình coi đó là số 1, nhưng thật ra xưởng được bao lâu. Mình đôi khi vì cái ngắn ngủi của kiếp người, vì một cái chút tình cảm dành cho vợ chồng con cái cha mẹ mà chỉ ngát mà cũng làm, nghĩ có đáng không. Mà sẵn là tôi nói tôi phan luôn, có cái gì ngu cho bằng chết rồi mà còn nắm níu cái xác. Các vị biết không, xác chôn hay là xác thiêu, tôi cho các vị maximum là ba thế hệ. Ba thế hệ là gì? Tức là đời mình, đời con mình, đời cháu mình, cháu nội cháu ngoại, là đến cái đời thứ tư là xong. Cái hũ cốt mà của ông cố bà sơ đó, nó còn thiết tha đó. Cái nấm mồ của ông cố bà sơ nó còn thiết tha nữa không? Chuyện vậy mà không hiểu mà giờ này mà còn nghĩ lăng ngộ tùm lum. Người sao đó họ cuộc họ thực tế lắm. Khi mà tỷ đời trời trước không, càng gần thì càng khó thực tế, nó còn viễn vông. Chứ khi mà xa rồi đó, mấy thế hệ sau nó xa quá, nó thực tế lắm. Nó thấy, nó chỉ xét mình trên cái thành tựu thành quả mà mình để lại cho đời. Chứ còn cái chuyện mà quan hệ máu mủ, đây là ông sơ, đây là bà cố, no. Dầu mình danh nhân của một đất nước thì nữa, thì đời sau nó công tâm lắm, nó công tâm lắm, quần chúng nó rõ ràng lắm. Thì hồi đầu nó do cái gì đó nó thờ phụng mình, chứ còn mà về lâu về dài đó, người ta xét đến cái đóng góp thật sự của mình là cái gì. Con cháu y chang vậy đó, về lâu về dài nó chỉ xét lại coi ông cố ông nội xưa đã để là cái gì. Ông bà về về từ thiện, về tri thức, rồi tài sản, rồi uy tín ở đâu mà có, và khi có rồi đã làm gì cho gia tộc, cho làng xã, cho xã hội, cho đất nước, cho cộng đồng, cho chúng sinh. Nó xét ra đó nó mới nể. Chứ còn làm lăng làm mộ rồi hy vọng con cháu đời đời nó là nồ chỉ là có. Nhớ nha. Nhớ là rất quan trọng. Thì bây giờ tôi đã lại bài kinh này, bài kinh này khi ngài Cách Cha nó có tá hỏi Thế Tôn này, chánh kiến là gì? Ngài nói chánh kiến tức là không có bị kẹt vào cái quan điểm có và không, mà trong khi tuyệt đại đa số chúng sinh trong đời là bị kẹt trong quan điểm có và không. Khi họ nói có là họ cứ nghĩ đến một cái tôi, một cái của tôi, mà không hề biết được rằng cái có đây hoàn toàn phải dựa vào ba điều kiện. Một là do các điều kiện, hai là cái có nào cũng là sự tổng hợp của các thành tố, ba có rồi phải mất. Còn nói tới không, mình không thể nói ẩu là không được, mà mình phải nói không ở đây có nghĩa là khi không còn điều kiện nữa thì tất cả trở về không. Nhưng mà với điều kiện mình phải gắn cái chữ duyên vào trong đó, phải có cái chữ gắn cái chữ duyên vào trong đó. Chứ còn không thể mà nào mà mình phán ẩu chết rồi là hết. Trong khi cái duyên tái sinh, cái duyên luân hồi còn đó thì sao mà hết được. Đấy. Mà nếu mà mình không biết được cái duyên khởi ngược, không biết rằng mọi thứ khi nó hết duyên thì nó mất, thì mình cứ cho là mọi thứ còn hoài là sai. Mình tin là cái đồng hồ này xài được 100 năm, nhưng mà mình quên một chuyện. Để tự nhiên
nha. Đừng đừng có đập phá, đừng đem liệng vô lửa, đừng có để trên đè dưới búa nha. Để yên vậy, trong một cái điều kiện khí hậu ok, không bị rung lắc chấn động đặc biệt đó, thì cái đồng hồ đó nó mới còn. Chứ bây giờ ai nói tôi cái Rolex nó bà nào, đưa đây cái Rolex, đưa đây, xách ra đâm liền vô lò xong, đem lấy cái búa nện xong, không, đừng có tưởng để ngoài đường cho xe nó cán làm gì còn, không. Đấy. Cho nên ấy, là mọi thứ ở đời đó là do duyên mà có, mình phải nhớ vậy, có nhưng mà do duyên. Rồi mắt là sao, không phải mình không thể nào mình nói ẩu là chết rồi hết, mà phải nhớ là hễ nó còn duyên thì nó còn, chứ không phải gọi là mất. Mà nó hết duyên mình có lấy nó cũng ra đi, nó không thể còn. Mà cái còn đây là gì? Còn đây có nghĩa là sự tiếp nối của cái sau, sự thừa tiếp của cái sau. Chứ cái còn này không phải là cái đó, nó đời đời nó như vậy, nó đứng yên, nó không thay đổi là sai. Có nhiều cái bậy lắm mà mình biết. Mình mong rằng đời này là mọi cái nó là miên viễn thiên thu. Nhưng mà nếu mà mọi thứ miên viễn thiên thu thì cái diện mạo của thế giới hôm nay nó không như mình thấy đâu. Nó khổ như vậy đó. Tôi hỏi cái đứa trước nó chịu chết thì đứa sau sống ở đâu? Tề Hoàng Công dắt nguyên một cái đám văn thần võ tướng lên trên núi chơi, đi chơi. Thì tự nhiên ông nhìn thấy Giang Sơn, Cẩm Tú, Gấm Hoa, ông khoái quá. Ông chợt nhớ là cái tuổi ông cũng đã lớn rồi, cũng khóc. Ông nói trời ơi, đất nước nó đã đời, ông địa về mà nay mai mình chết, ông khóc. Thì quần thần hỏi vì sao, ông nói rằng Trẫm không có cam tâm mà bỏ cái ngai vàng Trẫm đi. Thì cái đám quần thần nó nghe vậy nó cũng chạnh lòng, bởi vì tuổi tác của họ cũng tầm tầm ông vua. Nó trời ơi, bệ hạ đi, chúng thần cũng là sao ở được. Thế là khóc, chu vua tôi rồi thay viên nhân khóc. Thì Quản Trọng đứng kế bên, ông cười. Thì Tề Hoàng Công cũng đang khóc, ông lao nước mắt, tại sao Trẫm khóc, thiên hạ quần thần đều khóc mà tại sao Khanh cười? Ông nói dạ Khanh thần mà tôi bệ hạ, thần cũng muốn khóc lắm, thần cũng đâu có muốn chết. Thần đang làm tể tướng bẩm tỏn thế này, thần đâu có muốn đi. Nhưng mà thần cười là bởi vì thần nghĩ rằng mấy ông vua trước mà không chịu chết thì bây giờ bệ hạ đứng đâu? Cái thằng tể tướng trước mà nó không chịu chết, bây giờ thần đứng ở đâu? Rồi mấy cái thứ mà văn thần võ tướng là thế của triều đình trước mà nó không chết thì cái đám này bây giờ đang đứng ở đâu? Thì cái đám cũ nó đi thì bây giờ cái đám mới nó đứng đây. Mà đứng mỗi giờ nó cũng phải đi cho đám sau nó mới leo lên nó ngầu chứ. Thế giới này nó là một cái sự là giao phó mà. Giao phó, giao ban, chuyển giao quyền lực. Đấy. Chứ còn mà mình cứ ở hoài vậy thì thế giới nó tị lắm. Hít lè phải chết, hít lè phải chết. Đấy. Đệ tam quốc đế chế phải mất. Thì mới là có một cái cộng hòa liên bang Đức. Rồi là cộng hòa liên bang Đức nó phải có lúc từ Berlin nó phải sập để cho Đông Tây Berlin mới kết hợp. Nó nghĩa là nó thế giới nó phải liên tục thay đổi thì nó mới có diện mạo như nay mình thấy. Đây. Chứ còn mà cái nó còn hoài khổ lắm, còn hoài nó không có cái mới. Mặc dù có thể cái mới nó tệ hơn cái cũ nhưng mà phải để cho nó diễn ra. Còn về lý do là nó nhiều lắm. Thứ nhất, mình sống có thiện có ác thì thế nào thế giới cũng phải có cái tốt thì xong. Đó là gì căn bản. Không? Mình sống là có thiện có ác và đời sống nó có cái sự diễn nó đáng sống là vì nó có đắng, nó có cay, nó có ngọt, nó có bùi. Mình sống được. Chứ còn mà đời sống mà nó không có cái để so sánh thì làm sao mà có cái tốt cái xấu. Không có cái so sánh thì làm gì có hạnh phúc và đau khổ. Không? Xa nhau dữ dằn nhớ nhung dữ dội thì gặp nó mới đã. Chứ còn cái thứ mà mình cứ đợi đời dính chùm như con sam vậy mà không có xa lấy gì nhớ. Rồi yêu mà không có ghen, nó có đã, nó phải có nhớ, nó phải có cái ghen rồi xác định là không có gì để ghen nó mới đã. Không? Rồi đồ ăn cũng vậy, phải có đói nó mới ngon, khác uống nó mới sướng. Không? Đại khái đời sống nó là một sự đắp đổi của vô số điều kiện, vô số hoàn cảnh, vô số tình trạng, vô số trạng huống thì nó mới ra cái gọi là diện mạo thế giới. Đấy. Thì khi anh muốn nói có, anh muốn nói không thì anh làm ơn anh phải nhớ rằng có là có như thế nào, không là không như thế nào. Nội dung về kinh này kinh hoàng lắm, nội dung này kinh hoàng. Và nếu mà phải là tụng đọc mỗi ngày thì tôi chân thành chúng ta đề nghị bài kinh này rất là đáng được đưa vào trong cái quyển nhật tụng. Nếu một ngày mà chỉ mỗi buổi công phu này, mà chỉ có nửa giờ thì rất là nên tụng bài này, rất là nên tụng bài này, rồi rất là nên tụng bài Sisa Ba, rất là nên tụng cái bài giáo lý duyên khởi.
vô minh viên hành, hành viên thức, không? Nhờ có vô minh nên có hành thiện ác, không? Do hành thiện ác nên mới có đầu thai, do có đầu thai mới có lục nhập, do có lục nhập mới có lục xúc, lục thọ, lục ái. Do có lục ái mới có tư tưởng, do có tư tưởng mới có hai hữu, do có hai hữu mới có tứ sanh. Rồi vô minh mà không còn thì hành thiện ác không còn, hành thiện ác không còn thì không còn đầu thai, không còn đầu thai, không còn danh sắc. Không còn danh sách, không còn lục nhập, không còn lục nhập thì không còn xúc, không còn xúc, không còn thọ, không còn thọ, không còn ái, không còn ái, không còn thủ, không còn thủ, không còn nữ, không còn nữ, không còn sanh. Mà khi không còn sanh thì không còn xa, bệnh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, khổ thân và khổ tâm. Đấy, phải tụng mỗi ngày như vậy. Có thể buổi đầu mình là két, nhưng mà tụng từ từ nó nâng lên, nó thành là em bé. Hồi đầu là két tụng, trở lại em bé tụng. Rồi cái từ từ là thành thanh niên, thiếu nữ tụng. Rồi cái từ từ đó là thành trung niên tụng, và cuối cùng thành ông già tụng, và cuối cùng là hành giả tụng. Nếu đủ duyên là thánh nhân tụng, còn tệ tệ cũng là hành giả tụng. Đấy, tụng mà đưa nó vào trong ốc, trong máu, trong tủy, đó gọi là hành giả tụng. Đấy. Nhưng mà buổi đầu là các tụng, rồi tới mới tới con nít tụng. Đó, nó đi từng bước như vậy. Mà bây giờ mình nghe cái này xong mình tự hỏi mấy bữa nay, lâu nay, mấy năm nay mình tụng là mình tụng kiểu gì? Các tụng, con nít tụng, tuổi thiên tụng, hay là thanh, hay là người trung niên tụng, hay là ông già tụng, hay là hành giả tụng, còn cái thánh nhân tụng thì chẳng có rồi. Này, ok, chúc các vị một ngày vui, mệt, nói nhiều chưa chắc hiểu, nói ít không hẳn là thiếu. Hẹn các vị là chủ nhật tuần sau. Đấy. Dạ, chúng con xin tri ân sư, chào sư. Dạ, hôm nay bài kinh khá hay phải không quý vị? Rất nhiều chi pháp mà sư đã cho chúng ta học